chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha. Ok. Tô thì xấu các bạn nhỉ. Xấu như ma thôi. Còn bậy đẹp các bạn. Tối nước đi. Anh yêu em hơn thế, dù đời anh vẫn ghê ạ. Bây giờ mình đã thua xong nha các bạn. Mẹ anh nhắm bóng này. Hạch nhạo quá luôn.
Vậy là mình đã chung một xong các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhá các bạn nhé. Vậy là mình nhận tôm một xong. Nếu các bạn hay, chúng mình xin like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tôm màu nha các bạn. Đừng thôi, đủ rồi. Hoa mùa đông xa, có mời em ngủ đám tay. Còn bố to
Vậy là mình đã tô màu xong các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại.